Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên huyện A Lưới tổ chức ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững với quy mô mở rộng trên toàn địa bàn huyện. Ngày hội này đã thu hút 16 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 4.100 vị trí việc làm theo nhu cầu. Ngày hội là dịp để doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và tuyển dụng chính thức người lao động có nhu cầu tìm việc làm, đặc biệt là người lao động thất nghiệp, lao động nhàn rỗi chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, chưa ổn định, có nhu cầu tìm việc, tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, qua đó góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững của huyện A Lưới. Nhiều em sinh viên, học sinh và người dân lao động đã đến tìm hiểu các công ty phù hợp với năng lực, sức khỏe của bản thân với hy vọng tìm được một việc làm phù hợp. Hai nhà cũng đã định hướng tới việc là để mong muốn phát triển và tìm hiểu những công việc phù hợp và ổn định để Thanh có thể phát triển vượt nghèo tại gia đình mình. Ngày hội đã thu hút 16 đơn vị doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 4.100 vị trí việc làm. Trong đó, việc làm trong nước là 2.147 vị trí, việc làm ngoài nước là 1.775 vị trí. Các ngành nghề tuyển dụng cũng rất đa dạng, phù hợp với trình độ lao động khác nhau như may công nghiệp, chế biến món ăn, y học cổ truyền, kinh doanh, kế toán, kỹ sư, cơ khí, điện lạnh điện tử. Đây là lần đầu tiên huyện A Lưới tổ chức ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững, bởi quy mô mở rộng ra địa bàn toàn huyện để giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Đến với cái ngày hội việc làm ngày hôm nay thì vấn đề nan giải lớn nhất đó chính là về vấn đề thu nhập và kinh tế. Và đối với một sinh viên đã ra trường và vẫn chưa có cơ hội tìm kiếm việc làm thì vấn đề thu nhập cũng như là kinh tế cũng là một vấn đề rất là nan giải. Thì đối với em thì em đến đây, đến với ngày hội việc làm ngày hôm nay thì em cũng mong muốn là sẽ tìm kiếm được một cơ hội việc làm cho bản thân mình phù hợp với năng lực. Sáng hôm nay em tìm được công việc phù hợp cho bản thân em về năng lực và sức khỏe và em vào công ty may mặc. Thời gian qua, số lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước tăng hàng năm. Đặc biệt, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng được thế hệ trẻ quan tâm. Nếu như năm 2022, toàn huyện chỉ có 16 lao động, thì trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn có 47 trường hợp đi làm việc ở nước ngoài. Việc tổ chức ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững năm 2023 là một trong những giải pháp hữu hiệu đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện thành công kế hoạch dạy nghề giải quyết việc làm năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bàn.